Vừa qua, ca sĩ Gia Gia Chuyên Nhi nhận được sự quan tâm khi nhắn nhủ với công chúng rằng: "Hãy gạch tên Lương Bằng Quang ra khỏi cuộc đời tôi." Mỹ nhân sinh năm 1990 từng gắn bó với nam nhạc sĩ nổi tiếng được 6 năm. Sau 5 năm chia tay, điều khiến Gia Gia Chuyên Nhi khó chịu chính là luôn bị gắn với danh xưng tình cũ Lương Bằng Quang. "Vẫn chưa hết ám sao? Tôi cần tìm một nửa, vì hình ảnh anh ấy giờ chẳng còn mấy tốt đẹp như thời còn quen tôi. Tôi đã cố gắng dùng những lời nhẹ nhàng để truyền thông và fan đừng nhắc, nhưng tôi thấy vẫn không hiệu quả. Tôi mong rằng đây là chia sẻ cuối cùng trong cuộc đời tôi phải dính đến bạn gái cũ Lương Bằng Quang," cô tuyên bố. Ngoài ra, Gia Gia Chuyên Nhi cũng cho hay cô không hề biết Ngân 98 là ai, nên cô hy vọng mọi người đừng ghép ảnh cả hai để so sánh bàn luận. Sau những chia sẻ của Gia Gia Chuyên Nhi, Ngân 98, bạn gái hiện của Lương Bằng Quang, cũng có những lời lẽ đanh thép đáp trả. Hot girl quê Bình Định cho rằng tình cũ của Lương Bằng Quang hết thời nên đã cố tình nhắc đến cô để PR tên tuổi. Trong khi đó, Gia Gia Chuyên Nhi khẳng định tên tuổi của cô xây dựng trong suốt những năm qua không cần phải liên quan đến ai để gây sự chú ý. Bây giờ ai thương thì hiểu, ai không hiểu thì chịu, nghĩ mình muốn gì cũng được. Mình nói hết vì mình hết chịu nổi rồi, nên lần này phải gây gắt để vĩnh viễn cách ly luôn. Nó giống như diệt bệnh phải diệt tận gốc, chứ ủ bệnh 5 năm hơn, mà vẫn dính thì thử hỏi ai chịu cho nổi. Mà mình có con đường riêng của mình nữa mà mọi người, nên mọi người hãy thông cảm đi, cái gì cũng có lý do của nó cả, không phải muốn moi lại chi đâu, vì moi lại cũng có thơm tho tốt lành gì đâu. Đây là lời cuối Gia Gia muốn nhắn gửi thật sự tâm can trải lòng cho mọi người. Đây cũng là chia sẻ cuối cùng để kết cho vụ việc kết thúc. Gia Gia Chuyên Nhi trải lòng. Ngân 98 lại bất ngờ tiết lộ chuyện Gia Gia Chuyên Nhi từng hành hung đánh mẹ ruột của Lương Bằng Quang đến mức bị thương. Dù thông tin này chưa được xác thực, nhưng cũng đủ khiến dư luận xôn xao và ngán ngẩm trước màn tấu nhau của hai người đẹp. Trao đổi với chúng tôi, Gia Gia Chuyên Nhi cho biết cô muốn kết thúc ồn ào, nhưng Ngân 98 liên tục tung tin đồn thất thiệt, khiến cô bị thiệt hại về tinh thần lẫn vật chất. "Hình ảnh, danh dự, nhân phẩm của tôi bị bôi nhọ vì những thông tin không có căn cứ. Sự việc ảnh hưởng tới những hoạt động của tôi về quảng cáo, công việc đóng phim," Gia Gia Chuyên Nhi cho biết. Mỹ nhân sinh năm 1990 cũng tuyên bố cô đang cùng luật sư hoàn thành hồ sơ nộp đơn khởi kiện Ngân 98. "Tôi quyết làm cho đến cùng việc này, bạn ấy quá cố chấp, mọi chuyện sẽ rõ ràng ở tòa," cô nói thêm. Liên lạc với Ngân 98, cô chia sẻ ngắn gọn: "Tôi tố ai là việc của tôi, còn ai tự nhận tự nhột đòi kiện là việc của người đó."